tầng ozone năm 2020. Năm nay, thế giới sẽ kỷ niệm 35 năm Công ước Viên về bảo vệ tầng ozone ra đời, đặt mốc khởi đầu cho hành trình loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone trên phạm vi toàn cầu. Chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay sẽ đề cập nội dung này. Trước hết là một số tin tức về chống ô nhiễm rác thải nhựa đáng chú ý. Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, xử lý, tái sử dụng, tái chế nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn, vân vân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa yêu cầu các cơ quan ban ngành trong tỉnh tiếp tục hạn chế sử dụng nước uống đóng chai trong công sở và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa, sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, trường học. Với chủ đề Thanh niên Hải Phòng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020,